chào mọi người. Chúng ta đang đứng trước đây là tấm nệm cao su thiên nhiên Liên Á. Và nệm cao su thiên nhiên Liên Á hiện tại đang được khuyến mãi rất là lớn tại tất cả các chi nhánh của nệm giá kho. Và hôm nay thì trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương trình khuyến mãi năm 2019 của nệm cao su thiên nhiên Liên Á tại nệm giá kho nhé. Và hiện tại thì nệm cao su thiên nhiên Liên Á đang được nệm giá kho chiết khấu lên đến 20%, một mức chiết khấu rất là cao đúng không nào. Và ngoài cái mức chiết khấu lên đến 20% này thì chúng ta còn nhận được thêm đó là một chương trình thứ nhất, đó là một gối cao su thiên nhiên Liên Á. Và chương trình 2 đó là một bộ lớp cô tông thắng lợi, hai gối nằm ép hơi và một gối ôm ép hơi. Và mọi người có thể tùy theo nhu cầu của mình mà chọn một trong hai chương trình này nhé. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ qua một chút về tấm nệm cao su thiên nhiên Liên Á Classic đang có mặt ở trước mọi người đây. Đấy. Nệm cao su thiên nhiên Liên Á của chúng ta có màu trắng sữa, rất là đẹp. Và cao su nào, cao su chất liệu cao su thiên nhiên 100%, rất là êm ái, cứng cáp, đàn hồi tốt. À, mọi người có thể thấy. Và trên mặt nệm đây là 5.000 lỗ tròn nhỏ giúp cho nệm thông thoáng hơn và 500 cái lỗ vuông lớn ở mặt dưới. Và mọi người có thể thấy ở đây là thương hiệu Liên Á, cao su thiên nhiên 100% và được sản xuất tại Việt Nam. Và chương trình khuyến mãi dành cho nệm cao su thiên nhiên Liên Á Classic của chúng ta đó là 20%, với cái size kích thước là hai người nằm, có chiều rộng là 1m6, dài 2m và dày 10 phân, có giá là chỉ có 7.990.000 đồng. Và mọi người sẽ được hưởng ưu đãi thêm, đó là một trong hai chương trình quà tặng của nệm giá kho. Mọi người có thể nhận gối cao su thiên nhiên Liên Á hoặc một bộ lót cô tông, hai gối nằm ép hơi và một gối ôm ép hơi. Và cái size dành cho 3 người nằm trở lên đó là 1m8 x 2m x 10 phân, giá chỉ có 9.040.000 đồng. Và mọi người cũng có thể chọn một trong hai chương trình quà tặng của chúng tôi. Ngoài ra nếu mà mọi người không lấy quà tặng thì sẽ được chúng tôi giảm giá hoặc là chiết khấu thêm. Và nệm cao su thiên nhiên Liên Á đang được bảo hành lên đến 10 năm. Và khi mà mua tấm nệm cao su thiên nhiên Liên Á về nhà thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái phiếu bảo hành như thế này. Ở đây có thông tin sản phẩm, mã sản phẩm, ngày tháng năm bảo hành và cái dòng nệm ở đây. Đó chính là nệm cao su thiên nhiên Liên Á Classic. Mọi người hãy chú ý kiểm tra kỹ càng những thông tin này nhé. Và để có thể sở hữu cho mình tấm nệm cao su thiên nhiên Liên Á chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và nhiều phần quà nhất thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ đến tổng đài của nệm giá kho 0947957768 hoặc là đi tới các cửa hàng chi nhánh của nệm giá kho cũng như là đặt hàng trực tiếp ngay tại trên website của chúng tôi là nệmgiakho.com. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của nệm giá kho ngày hôm nay.